Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua lực lượng vũ trang địa phương huyện Thoại Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự Thoại Sơn đã tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, như đóng góp hơn 8.350 ngày công lao động để làm đường, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, nạo vét cống rãnh, sửa chữa các nhà cho hộ nghèo, vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tình đồng đội. Qua đó đã tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, bảo trợ học sinh nghèo học giỏi, hỗ trợ cất 12 căn nhà tình nghĩa, 15 căn nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội, với tổng kinh phí 775 triệu đồng. Qua các hoạt động, có thể khẳng định lực lượng vũ trang huyện đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống cho người dân.